Nào mình đi thăm lứ. Cá này cá dính dữ lắm. Cò sát bên kìa. Nó cò bay, cò bay. Múc nước sẵn. Trời, muốn nước sẵn rồi, không biết dính cá rồi, muốn nước sẵn. Cái này không dính này thôi. Đâu lưới chỗ nào đâu. Tay phơi xuồng thứ thiệt quá, gà vòng nữa. Chưa? Có cá kìa. Nãy nằm tới đây nè. Cá chốt. Nãy đỡ rồi. Lát đảo vòng qua nó có dính không? Dính nặng qua uống con kìa. Dạ. Rồi rồi. Hai. Cá chốt. Ghê không? Cái linh nữa. Rồi, xuống dưới kia đi, để ta gỡ. Té xong rồi, xuống dưới kia đi. Thôi, ngồi đi vô. Đây, giờ sao được, chẳng. Nó quán mà được, thôi. Trời cá anh em ơi. Hai con cá linh nè. Nó chùm chùm đây nè, hai cá linh. Có cá trình dinh thì vậy? Cái rảnh là cái dinh dinh, cái trắng nhỏ đó. Cái gì đen thùi lùi treo cổ kìa. Đà xấu gì thôi ế luôn. Người ta đẹp mà còn ế không gì, còn cá xấu như vậy nó không chết sớm cũng ủ. Cháu ơi dính lưới không thành thả, đẹp mới thả. Kìa dính dài đắng nữa kìa. Dính thấy ham ha. Trời dính nào nội ơi. Mấy con cá này xấu số rồi. Đa số chắc cá linh nhiều ha. Linh, cá chảnh, cá gầm, đa số cá linh. Nó thấy cá. Ủa bộ cá nó lội nữa lần chừng sao lứ cục ngút ta. Nó gần với ta. Này nước cạn mà nước tới tí... nước dai vậy. Không tới đâu. Dăng chắc dài tuốt trong đó luôn hả? Dài dữ ta, ta lưới này nhiều dữ à. Có linh không? Bành bành không? Gỡ này xỉn luôn đó. Gỡ rẻ tay lên nha, nhiều lắm đó. Nhiều gỡ chậm nó lâu. Thảy vô nè, nó nữa kìa. Trời, cái linh nè anh em ạ. Cái linh còn sống không nè chứ. Còn lỗi nè chứ. Chết đi. Tôi rối luôn. Quê mình vậy đó. Trên thì cò, dưới thì cá. Mà năm nay cá nhiều ha. Chùm kìa. Kinh, kinh chưa? Anh em thấy kinh chưa anh em? Dính chỗ 5 6 con, cả chục con cũng có luôn. Cả chục á. Dính gì sao? Có linh không? À, không tham mấy anh em. Anh em ơi là anh em, cá gì mà dữ thằng luôn vậy anh em ơi.
Dính nùi nùi. Cáo ú không à. Quá trời anh em ơi. Rồi hết một chùm rồi đó. Nó một chùm nữa kìa. Dính nó dính thằng cá chùm gì không đó. Cái hàm chưa. Cá gì còn hơn chân rộng nữa. Hơn con hầm nữa. Bây giờ mà còn hơn quê mình thấy ghê không. Mùa nước năm nay cá quá cá. Cái linh bự. Yeah. Cha linh bự nè. Có điều nó dính lưới cho nên nó ngầm ngáp thôi. Nó còn giật giật nè. Chùm nữa kìa. Ngộ cái cá ngộ dính dính cái chùm chùm không à, không dính thưa. Còn sống. Anh này là chuyên gia đi giăng lưới luôn. Tối ngày ngoài đồng không à. Gỡ cá riết cho thấy ham không thèm vô luôn. Không ngoài đồng luôn. Đốt. Tối ngày là ôm lưới ôm cá chứ không biết làm gì chơi á. Mùa nước là gì đó. Lưới mấy chục năm rồi. Ừ. Ở ngoài đồng không riết ế chứ không gì. Tại ở ngoài đồng lo văn lưới với cá không à, đâu đi vô đâu mà kêu hút ế. Quá trời dính nè. Ngoài đằng kia có dính chùm nữa không? Trời ơi, cá tiểu. Còn cá linh ở dưới bự còn sống nè. Nó dính nặng chùm chùm không vậy đó, trời ơi, thấy ngầm vậy không? Chịu nổi không anh em? Đây quê mình là dưới xuống đất. Cá linh không mới ghê chứ. Món đặc sản mà. Dính châm châm. Quá trời cá. Dinh lư thì đương nhiên nó sống không có lâu rồi. Có dính chùm nữa không? Ba không còn. Nó cái linh không đã ghê. Trời cá linh này. Trời dài nó lẳng lẹ lẹ lên nó dính nhiều kìa. Kìa này gỡ chứ. Đâu bỏ được đâu, con này bự quá nó vô không được nè. Cá linh bự này chiên giòn ngon lắm. Ướp muối mặn mặn vừa ăn hay chiên. Giòn giòn da đó. Rau sống chấm. Quá trời dính là anh em ơi, gỡ mỏi lưng quá đi. Gỡ hết nổi luôn.
hứng hứng vô cá chài. Cá chài này chắc thịt nó cũng xương không Phương? Ủa sao thảy dữ rồi? Thảy vô đây gọng luôn để nó chết sao? Gọng để chết chừng, thao nắng chết chừng. Lật bụng hết rồi. Trời dính anh em ơi. Trời quên. Một đống kìa, dở lên. Dính anh nội. Gì sao gỡ nổi không? Ngày chiều nay chắc nghỉ ăn cơm luôn á. Ăn cá không cũng no nữa. Gỡ không rồi nghỉ ăn cơm á chứ. Thử nó ăn cá không cũng no. Quá thôi, quá trời thì gỡ nhanh này. Lẹ lên, lẹ tay lên. Để thôi chiều nay nhịn đói. Lẹ nữa, lẹ nữa. Cá sặc hay vậy? Sặc chết kìa. Cá sặc chiên giòn. Thôi. Cá linh nấu hành chua. Gầm. Cá chốt kho quéo. Cá ngớp. Cá bự đâu dính. Văn lưới bự này chắc dính á. Nguyên cái cánh đồng này biết bao nhiêu cá mà nói hay ta. Gom lại hết chắc dữ lắm á. Dính đó lên con ha. Đó, cá gỡ dữ lắm. Đó lẻ lên nữa. Trời ơi. Dính nó. Dính dài dài lắm kìa. Nội ơi dính. Bắt chà dính nè. Lẻ lên, lẻ tay, lẻ tay. Cá sặc. Gỡ vậy có khi nào mà đầy thao cá luôn không ta? Vậy gì đây, tao này một giả cá, giả lưới cá này. Cá làm giàu. Đó, trời cá. Gỡ với mình mấy vậy cá không? Gì giờ ghế rồi ấy luôn, tại vì dính cá không á. Cá linh bự bự không kìa. Nẹo. Dính nẹo dính luôn rồi. Sót. Dính nhiều mà không thể nào mà diễn tả nổi. Dính này heo con hết trơn.
Chiều nay no mồi. Giống nhậu quá ha. Gỡ tét mang luôn. Con mắt ra luôn. Thằng ơi, em coi kiếm. Chứ sao trời, nắng mà tôi phải xây gương chứ. Nghe thầy gỡ ngoài thì chết này. Rồi vậy đây, cái chỗ này gì bắt trời luôn nè. Mới có đụng nhiêu nè. Thao cá này thấy chưa? Thấy chưa? Con này con nó trắng phiếu không đó. Ấy dạ. Gió lên cho mát cho mình, nắng quá. Gió lên thì nó mát. Ấy sao ngộ ha, cá chạch nó luôn luôn dính chùm vậy ta. Cái đi ngon, cá chạch này ngon lắm. Ăn gối. Cái chạch gì sao gỡ? Được cũng được. Cái chân nhớt à, nó quắn hả? Tới số cá chạch, tới cá số cá chạch ơi. Chân nó trượt ra lọt luôn đó. Dễ gì? Nó 100 trăm quặng lưới. Rồi gỡ không được rồi bó tay rồi mọi người ơi. Có ai vô gỡ giùm không? Trời gối à. Nó quắn một đống chỉ, một đống lưới trong đó luôn. Gỡ xong nhỏ chết. Đừng có gối nữa. Nhỏ làm ẹt ẹt. Rồi nè. Thảy xuống dưới luôn à. Nhìn luôn, gắt đến con. Cái chạch nó lết ở dưới đất không phải không? Trời, nó ngủ dưới sâu. Cá linh kìa. Dính nẹo con á chừng. Chốt không? Tàu cá. Cái gì? Rồi đó. Giờ đi vô thôi. Vô thôi anh em ơi. Chào mọi người nha. Đây là thành quả của trưa nay. Trời ơi, một thao cá luôn. Rồi.
Thôi anh em ơi, mà trời thôi cá rồi.